Kihachiro Onitsuka, người đặt nền móng cho đế chế dài ASICS huyền thoại. Kihachiro Onitsuka được xem là người sáng lập tập đoàn ASICS và là người đi tiên phong trong việc đưa tập đoàn từ một doanh nghiệp nội địa trở thành một thương hiệu toàn cầu. Ông cũng là chủ tịch đầu tiên của ASICS với thời gian tại vị hơn 15 năm, từ 1992 tới khi ông qua đời năm 2007. Trải qua biết bao thăng trầm, hành trình của ASICS chưa khi nào dừng lại. Đế chế dài tới từ Nhật Bản vẫn hiên ngang phát triển trở thành đối trọng với những tên tuổi sừng sỏ tới từ châu Âu như Nike hay Adidas. Khởi đầu từ đôi giày bóng rổ. Sinh năm 1918 ở tỉnh Tottori, Nhật Bản, Kihachiro Onitsuka từng là sĩ quan quân đội. Năm 1949, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, người đàn ông 32 tuổi khi ấy đã mở một công ty làm giày dép thể thao tên là Onitsuka Inc. Ông muốn làm nên sản phẩm gì đó mang đến sự tươi vui cho những người trẻ sau một thời kỳ chiến tranh khổ cực. Và theo ông, cách tốt nhất để vực dậy tinh thần chính là tập luyện thể dục thể thao. Hậu Thế chiến thứ hai, Nhật Bản bị Mỹ kiểm soát, văn hóa Mỹ cũng như các bộ môn thể thao Mỹ đã du nhập vào tầng lớp trẻ của nước Nhật. Trong đó, bóng rổ đặc biệt được ưa chuộng vì không cần nhiều dụng cụ đắt tiền. Ăn theo xu hướng này, Kihachiro Onitsuka rất muốn thiết kế nên một đôi giày chơi bóng rổ gây tiếng vang. Ông cho rằng nó sẽ là sản phẩm cứu cánh cho công ty non trẻ chưa mấy thành công của mình. Thế nhưng giày chơi bóng rổ được thiết kế khá phức tạp, vừa phải đủ êm và trơn để chạy nhanh, vừa có thể giúp vận động viên dừng ngay lập tức để chuyền bóng hay ghi bàn mà không trượt ngã. Thời điểm ấy, năm 1951, chưa có mẫu giày thể thao nào đáp ứng được nhu cầu này. Vừa suy ngẫm về vấn đề này, Kihachiro Onitsuka vừa ăn salad, bỗng ông nhìn xuống một cái xúc tu bạch tuộc trong món ăn của mình. Những xúc tu này cho phép vòi bạch tuộc bám dính vào con mồi, đó cũng chính là cách để một đôi giày chơi bóng rổ bám dính vào sàn. Ngay lập tức, Kihachiro Onitsuka đã nhờ một xưởng sản xuất làm nên đế giày có thiết kế tựa xúc tu bạch tuộc. Nhưng mẫu này có xúc tu bám chặt quá khiến các vận động viên không thể nhấc chân lên khỏi sàn. Sau một thời gian căn chỉnh lại thiết kế, thu nhỏ các xúc tu này, đôi giày đã trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Đội bóng rổ của trường cấp 3 đã thử nghiệm mẫu giày này của Onitsuka và ngay sau đó họ thắng giải liên trường địa phương. Tên tuổi vương xa. Một năm sau khi ra mắt dòng giày chơi bóng rổ, công ty Onitsuka Inc. của Kihachiro Onitsuka đã bắt tay với Kenji Kimihara, một vận động viên chạy marathon từng đại diện Nhật Bản ở các kỳ Thế vận hội, để nghiên cứu ra một loại giày chạy bộ không làm chai chân vận động viên. Kihachiro Onitsuka sau đó tặng mẫu thiết kế hoàn chỉnh cho vận động viên Abebe Bikila đến từ Ethiopia, một vận động viên nổi tiếng là thích chạy bộ bằng chân trần. Kihachiro đã thuyết phục Abebe rằng việc mang giày Onitsuka sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Kết quả là năm 1957, Abebe đã mang đôi giày Onitsuka để tham dự một giải marathon tại Nhật, và đây cũng là lần đầu tiên anh ta chạy bộ cùng giày thể thao. Abebe sau đó đã hai lần đạt huy chương vàng Olympic bộ môn marathon. Đồng thời, đội bóng rổ Nhật Bản tham dự Olympic cũng bị ấn tượng bởi công nghệ của Onitsuka. Tất cả thành viên của đội đều mang giày của Onitsuka khi tham dự Thế vận hội mùa hè năm 1956 ở Melbourne. Dù những đôi giày của Onitsuka tốt đến thế, nhưng khi mới lập nghiệp, ông không có mối quan hệ bán sỉ và phải tự đi rao hàng với từng cửa hàng một. Ban đầu vì không dư giả, ông chỉ dám ngủ qua đêm trên các băng ghế tại trạm tàu để giảm chi phí. Sau nhiều năm làm việc khắc khổ, nhà sáng lập Onitsuka Tire đã nhiễm bệnh lao. Nhưng không uổng công của ông, các sản phẩm của Onitsuka rất được đón nhận. Cuối 1952, lượng tiêu thụ khá tốt. Chỉ trong 3 năm, các sản phẩm được bày bán khắp các cửa hàng thể thao tại Nhật. Đặc biệt, Onitsuka đã trở nên cực kỳ nổi tiếng vào cuối những năm 1960 nhờ thiết kế Mexico 66, đôi giày huyền thoại với 3 sọc chéo màu đan vào nhau. Cách phối màu của nó được mọi người gọi với cái tên là Onitsuka Tiger Mexico 66 vì vằn đen giống như một con hổ. Kể từ đó, cái tên Onitsuka Tiger xuất hiện và trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới. Và Phil Knight, đồng sáng lập của Nike, đã cất công từ nước Mỹ xa xôi đến Nhật Bản để học cách Onitsuka Tiger làm giày. Từ đó tích lũy kinh nghiệm để xây dựng Nike từ những ngày đầu tiên. ASICS ra đời. Năm 1977, công ty của Kihachiro Onitsuka nhập lại với công ty khác Chito và Challenge để mà tạo thành tập đoàn ASICS. Lúc ấy thì cái tên Onitsuka Tiger bị xóa đi, thay thế bằng thương hiệu ASICS.
thương hiệu này mở rộng thị trường, sản xuất thêm cả dụng cụ thể thao như vật dụng chơi bóng chày, trượt tuyết, golf. Sau sự sáp nhập đó, Kihachiro Onitsuka vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu công nghệ mới. Vào thập niên 1980, Asics đã áp dụng công nghệ gel vào các đôi giày, giúp bảo vệ bàn chân tốt hơn khi chạy bộ. Công ty cũng cách tân giày chạy bộ, lấy cảm hứng từ những chiếc xe máy. Để tạo ra đôi giày thoáng khí cho vận động viên, Asics còn thậm chí chế tác giày cho cơ quan nghiên cứu về phát triển hàng không vũ trụ Nhật. Tưởng như sự phát triển của thương hiệu sẽ xuôi theo mắt mái, nhưng không may, khủng hoảng kinh tế Nhật Bản vào thập niên 1990 đã khiến công ty Asics trượt dốc không phanh. Phải mất đến 8 năm sau, công ty mới hồi phục, một phần cũng nhờ việc họ đã tái sinh cho dòng Onitsuka Tiger vào năm 2002, khi thị trường châu Âu mê mẩn mốt giày mang phong cách retro. Năm 2003, nữ diễn viên Uma Thurman đã mang một đôi giày Onitsuka Tiger màu vàng trong bộ phim Kill Bill. Ngay lập tức, người tiêu dùng đổ xô đi tìm mua những đôi giày tương tự. Như vậy, Onitsuka Tiger nhanh chóng mở được 23 cửa hàng bán lẻ riêng tại Nhật. Sau đó là Hồng Kông, Paris, Berlin, London và Seoul. Kihachiro Onitsuka qua đời năm 2007. Trước khi mất, ông đã kịp thấy công ty do mình gây dựng trở thành tập đoàn chế tác sản phẩm thời trang thể thao lớn nhất Nhật Bản, cũng như lớn thứ 5 toàn cầu. Còn Onitsuka Tiger khi đó đã được phát triển thành dòng thời trang và streetwear trẻ trung. Rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao Asics không đổi tên Onitsuka Tiger bằng Asics Tiger và sáp nhập hai thương hiệu để tạo sự đồng nhất cho tập đoàn. Câu trả lời chính là vì di sản mà Onitsuka Tiger và Kihachiro để lại quá lớn. Nó chính là cội nguồn của Asics và cũng là sứ mệnh, tầm nhìn cho toàn bộ tập đoàn phát triển. Các sản phẩm của Onitsuka Tiger mang trong mình những giá trị cốt lõi về mặt tinh thần dân tộc, chẳng khác nào hoa anh đào, cá koi hay samurai. Asics đã biến Onitsuka Tiger trở thành thương hiệu giày cổ điển của Nhật, của cả một nền công nghiệp giày dép phát triển từ rất sớm ở châu Á, như một dấu mốc hào hùng mãi về sau. Tiếp tục hành trình phát triển. Về phần Asics, hiện nay công ty đang tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu nhất định, đặc biệt là ở mảng chạy bộ. Điều này có được là nhờ các triết lý thiết kế và tầm nhìn của công ty từ khi mới thành lập. Có thể thấy dù giày của Asics có hiện đại, có phát triển thế nào đi nữa, thì phong cách thiết kế, cách đôi giày được hình thành, tung ra thị trường đều mang một nét rất riêng, rất Asics. Và như một chiến lược mới của mình, vào những năm 2000, Asics thành lập ra Asics Tiger, một nhánh của Asics chuyên về các đôi giày lifestyle. Không khó để nhận ra sự kết hợp của Asics và Onitsuka Tiger trong cái tên Asics Tiger. Kể từ đó thì những mẫu giày huyền thoại như Gel Light 3, Gel Light 5 hay sau này là Gel Light Saga đều được phân phối bởi Asics Tiger. Nó tương tự như mối liên hệ giữa Adidas và Adidas Originals, nhưng tầm nhìn của Asics với Asics Tiger thì còn hơn cả thế. Do Onitsuka Tiger giờ đây chỉ là một thương hiệu mang tính biểu tượng và không hề được phát triển thêm những dòng giày mới, nên Asics Tiger có trọng trách kết hợp các yếu tố cổ điển, nghệ thuật và cả mỹ thuật trong nền văn hóa Nhật Bản với các công nghệ mới nhất hiện nay như upper bằng knit, chất liệu foam, foam giày thì giãn tất. Có thể thấy được những giá trị Asics mà tiền thân là Onitsuka Tiger mang đến cho thị trường sneakers hiện nay. Đáng tiếc là sức ảnh hưởng của thương hiệu Nhật Bản không còn lớn như trong quá khứ. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, Asics vẫn đang có cho mình những bước tiến vô cùng chắc chắn trong lòng người tiêu dùng ở cả Nhật Bản, châu Á và trên thế giới. Gel, vũ khí của kẻ chinh phục. Năm 1986, Asics cho ra đời công nghệ Gel, đối thủ đáng gờm nhất của công nghệ Air bên phía Nike. Thậm chí Phil Knight cũng phải dành sự tán dương cũng như dè chừng cho Gel. Kể từ ngày Gel ra đời, cuộc chơi về sneakers đã chính thức thay đổi và Gel trở thành công nghệ chủ lực trong các dòng giày của Asics về sau này. Theo những đánh giá của các chuyên gia, Gel của Asics thậm chí còn tốt hơn và êm hơn những công nghệ đến từ Nike hay Adidas. Gel là một loại vật liệu mềm được đặt vào phần đế giữa của đôi giày, được tạo ra dành riêng cho bộ môn chạy bộ và luôn phát huy hiệu quả của mình một cách tốt nhất khi được sử dụng đúng mục đích. Khi chạy bộ, gel sẽ làm nhiệm vụ phân tán lực phản hồi theo các hướng khác nhau nhằm tránh những tổn hại cho gót và gối của người chạy. Công nghệ này tốt đến mức khi bạn thả một quả trứng ở độ cao 6m xuống tấm gel thì quả trứng không hề bị vỡ. Các sản phẩm sneakers bán chạy nhất của Asics hiện nay đều có sự góp mặt của gel, tiêu biểu như những phiên bản Asics Nimbus 16, gel Kayano 21,
đỉnh nhất là ASUS Zhilei 3, được ra đời vào đầu những năm 90. ASUS Zhilei 3 luôn giành được sự yêu mến của những sneakerhead. Với ý tưởng tạo nên một đôi giày chạy kết hợp giữa các hiệu suất hoạt động cũng như những công nghệ tiên tiến nhất bây giờ, Shigeyuki Mitsui đã cho ra đời Zhilei 3, góp phần đưa tên tuổi ASUS đến với phần còn lại của thế giới. ASUS ở đâu trong thị trường sneaker đầy sóng gió? Hiện nay cuộc chơi retro runner đang phát triển mạnh mẽ. Nike lẫn Adidas đang từng ngày phát triển bản thân họ trong phân khúc này. Tuy nhiên, ASUS vẫn luôn có cách để củng cố vị trí của mình, đặc biệt là không bỏ qua việc phát triển ASUS Zhilei 3 khi liên tục kết hợp với những cái tên có tiếng trong ngành công nghiệp sneakers và thời trang như Ronnie Fieg, Concepts hay Hannon. Tại Việt Nam, ASUS có vẻ như không được ưa chuộng với số đông bởi sự tiến công của Nike và Adidas. Nhưng tại những quốc gia khác, ASUS vẫn luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những người tìm kiếm sự khác biệt. Sau những màn kết hợp đình đám với những nhà bán lẻ thì mới đây, ASUS lại khiến người hâm mộ phải hào hứng khi bắt tay với một trong những nhà thiết kế đang gây ấn tượng trong khoảng thời gian gần đây, đó là Kiko Kostadinov ở phiên bản Jailbirds 2, và thậm chí là phiên bản này còn rất phổ biến tại những tuần lễ thời trang. Tại sao ASUS lại có thể phát triển một cách đều đặn như thế? Tại sao họ không cần dùng đến những cái tên lớn để mà quảng bá? Lý do chính là bản thân sản phẩm ASUS đã cực kỳ tốt về chất lượng. Nhiều người tin rằng nếu cứ tiếp tục giữ vững phong độ như thế này, ASUS sẽ từ kẻ chinh phục trở thành kẻ thống trị trong thị trường sneakers đầy sóng gió này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!